Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh đó, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục đưa cả nhà mình chúng ta cùng nhau quay trở lại cái căn nhà hoang của một vị thầy Pháp. Thì nói về cái căn nhà này thì cả nhà mình cũng đã biết và nắm rất là rõ về cái tình hình của cái ngôi nhà này rồi. Thì Lê Trung sẽ không nhắc lại để tránh mất nhiều thời gian của quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay Lê Trung tiếp tục đưa cả nhà mình quay trở lại đây, vẫn là ý nguyện như những cái video trước thôi. Thì chúng ta cùng nhau đến đây để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên, các cái vị vong linh đã đủ duyên với giáo lý nhà Phật, để chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ cúng kiến cho họ dùng, rồi sẽ đưa cho họ đi về chùa để họ tu hiền, tu lành, để sớm ngày có thể được giải bỏ đi cái nghiệp, cái quán, cái căn, cái quả mà nhiều đời, nhiều kiếp họ đã gây ra, để mà họ sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp làm lại một kiếp người mới, nó được thanh tâm an lạc hơn, có cuộc sống nó vui vẻ hạnh phúc hơn. Dạ rồi thì cả nhà ơi, như cả nhà mình có theo dõi video của Lê Trung á, thì cả nhà mình cũng biết rồi, mấy ngày hôm nay thì cũng không biết cái lý do như thế nào, nhưng mà những cái video của Lê Trung thì nó bị mất đề xuất cũng khá là nhiều, lượt view thì nó cũng không có bao nhiêu. Thì Lê Trung cũng kính mong cả nhà mình yêu thương Lê Trung á, thì có thể tặng cho Lê Trung xin một cái lượt like ha. Cũng như cả nhà mình có xem được video á, thì cả nhà mình có thể chia sẻ cho những người thân trong gia đình của mình, những ai mà có cái hướng để tìm hiểu về thế giới tâm linh, thì chia sẻ giúp Lê Trung, để cho giúp cho Lê Trung có thể có thêm một ít cái lượng view, để có đủ cái kinh phí để hoạt động trong vài tháng tới đây nha cả nhà. Chứ nếu cái tình trạng này kéo dài lâu quá chắc Lê Trung hơi đuối vì phải đi làm thêm công việc cả nhà ơi. Nói chung thì hôm nay thì Lê Trung cũng có đi bán đồ phụ thêm, nhưng mà mưa gió khó bán quá cả nhà. Ngày hôm qua thì bán được mà hồi sáng giờ mưa, từ sáng giờ mới nắng trở lại nè. Ngày hôm nay thì Lê Trung không có bán được tại số nào hết trơn cả nhà. Thôi thì Lê Trung thì cũng không có dám mà xin cả nhà mình ủng hộ về kinh phí, nhưng Lê Trung chỉ xin cả nhà mình ủng hộ cho Lê Trung cái lượt like và cái lượt chia sẻ, để giúp cho Lê Trung có thêm cái lượt xem để có thêm tiền là được rồi cả nhà. Rồi thì bây giờ để tránh mất nhiều thời gian của cả nhà nữa, thì ngay bây giờ Lê Trung sẽ tiến vào bên trong cái ngôi nhà hoang này, và Lê Trung cũng kính mời cả nhà cùng với Lê Trung chúng ta sẽ tiến vào bên trong đây để cùng nhau tìm hiểu xem là ngày hôm nay ở tại cái gian nhà của vị thầy Pháp này, chúng ta có đủ duyên được với cái vị vong linh nào hay không, để chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ rồi cúng kiến cho họ, giúp cho họ đi về chùa nha cả nhà. Mấy ngày hôm nay mưa gió quá, ở khu vực miền Nam của Lê Trung lại tiếp tục bị ảnh hưởng về bão. Cơn bão này cũng đang kéo vào trong đất liền. Hy vọng rằng cơn bão này nó sẽ tan sớm để cho bà con mình không phải chịu nhiều cái thiệt hại. Bà con mình cũng mới vừa vượt qua cái cơn bão Yagi xong thì nay lại tiếp tục tới cái cơn bão này. Hy vọng rằng nó đừng có đi vào trong đất liền, để bà con mình đỡ phải chịu ảnh hưởng. Ồ, xin chào. Thằng quỷ nhỏ. Hả? Đợi đánh. Cái gì? Mày ác lắm mày. Ác gì trời? Thành không lo học hành, rồi chơi bời tụ của tao. Khó mà. Lấy cấp giật tiêu của tao đi bán nữa, trả lại đây. Đâu có ăn cấp đâu. Tới số mày à, mày trả không? Ê! Trả không? Phan. Bình tĩnh coi thôi, nói gì không hiểu gì tao hả? Không có lo học hành, lo chơi bời tụ tập liêu lắm rồi á, dẫn tới mà cái chuyện này xảy ra. Bây giờ á. Đâu có. Tới đây mày kiếm tao hay gì? Đâu có liêu lỏng đâu, đâu có tụ tập gì đâu. Tại... thằng con quỷ sứ quỷ dương. Quỷ sứ gì? Tụ tập này bây giờ ngấm cái gì? Ủa? Tụi với ông đâu có quen nhau đâu mà sao mà nó con gì của ông? Ủa sao mày bự dữ vậy? Ừ chứ không láng bự. Tôi già rồi mà không bự gì nữa. Ê bà, lộ
lộn, tao lầm. Tao tưởng nó con tao. Ôi trời. Ôi dồi, tao tức. Tao tức dữ lắm. Tao tưởng đâu nó tới đây nó kiếm tao nữa chứ. Gì, tức gì nữa? Sao, dữ gì? Thì cái thằng con của tao đó. Con ông sao? Tiễn cho ông tao, tao thành dâm luôn nè. Ồ, con ông giết ông luôn hả? Chứ gì nữa. Ủa sao kìa? Thì nó giết tao rồi tao mới thành trong linh giấc dưỡng như vậy nè. Ủa tao tức, nãy tao tưởng tao nhìn lầm. Tao tưởng đâu mày là con tao, tao tính giết mày rồi. Thôi, tôi già rồi mà đâu mà ông mất lúc nhiêu tuổi mà ông nhìn tôi không ra cha. Tao hả? Ừ. Tao mất rồi, lúc đó là 38 tuổi lận. Ôi trời, nếu mà tính ra ông coi chừng nhỏ hơn tôi đó ông nội. Hả? Coi chừng nhỏ tuổi hơn tôi đó. Thiệt hả? Ừ. Nghĩ sao ông đẻ nổi tôi? Bởi gì? Tao phải lầm. Tao nhìn chập chả là thấy cái bóng con thóng. Mà tao cứ tưởng đâu là thằng Mận con tao. Ồ vậy không phải rồi, tôi thằng Trung. Tôi thằng Trung chứ không phải thằng Mận. Mà tôi già rồi, tôi không có nhỏ đâu. Con nhiêu tuổi? Con tao hả? Ừ. Nó 16 tuổi. Ồ vậy nó nhỏ hơn tôi, tới 3 con giáp lận nội ơi. Ủa 2 con giáp lận nội ơi. Rồi bữa nay mày tới đây mày làm vậy? Thì... mà mày xăm vô cái chỗ thở đây hả? Mày tính đuổi tôi ra vậy? Đâu có. Đâu có đuổi đâu. Vô đây... ý định mày làm gì mày nói coi. Vô đây tìm vong để mà cúng. Ý mày nói là mày tìm tao hả? Ừ, chứ tìm ai? Cúng gì? Cúng cơm, rồi cúng bánh, cúng nhang, cúng nước, rồi chứ cúng gì? Thiệt chơi mày? Trời ơi, nói thiệt chứ nói chơi làm chi? Bây giờ mình đông, mình lớn rồi, mình nói chơi làm chi nữa? Mình nói cái nào ra đáng cái đó chứ. Ngộ quá. Ừ? Sao? Tao chưa có gặp ai như mày hết á. Sao? Chưa gặp? Chỉ có mình mày thôi. Ừ, sao? Tự nhiên đi kiếm dông, giúp dông, cúng cơm cho ăn mà cũng rảnh quá. Đúng rồi. Tôi thấy là nếu mà tính ra đầu người thì 100 người mới có người đi cúng như tôi thôi. Mà cũng nhờ mày. Sao? Cúng tao không có ăn chứ. Chưa cúng mà. Chưa cúng hả? Ừ. Mấy. Bây giờ ăn không mới cúng chứ giờ thì. Ăn xong ăn. Tự nhiên nói hồi rồi mừng gì mừng hụt gì. Mày làm tao quê, tao tưởng nó là người có ăn liền. Ê hỏi thăm nè. Cái gì? À, ông biết cái ông thầy pháp mà hồi trước ở nhà này không? Thầy pháp nào? Thì cái ông gia chủ cái nhà này nè, giờ ông mất rồi á, rồi cái nhà này mới bỏ hoang nè, biết ông đó không? Không. Vậy không phải hả? Tôi biết. Vậy là... tôi khác tới đây mà. Tôi thấy thầy pháp tôi biết gì ở nhà này tấm ổng. Bụi bậm mà nhìn cái lá cây cái này đi mà thầy pháp nào ở đây? Vậy sao? Vậy là không phải ông thầy pháp đưa ông về đây tu hả? Thầy pháp nào? Tôi có biết thầy pháp nào đâu. Ừ, không biết thôi. Mới tới đây được mấy hôm mà. Tới đây có mình hả? Ừ. Rồi mấy nay tới đây có gặp vong nào không? Có hai cái đồng kia nó về đây nó ở được bữa mà cũng đi luôn rồi. Vô đây ơ mày. Thang là đói khát quá phải đi kiếm cái ăn. Chứ không phải vô đây bị... có cái gì đâu ăn rồi hai đứa nó bị mất tiêu rồi. Chứ không phải vô đây bị ông dí ông quánh hả? Quánh làm gì? Đã có chỗ này cũng phải vừa nhịn chơi, để ở chứ chơi mưa chơi nắng mà. Trời chứ nãy mà quánh. Chứ nãy tôi vô tôi bị ông xém nữa rồi ông lụm tôi đó. Tao buồn tưởng tôi nhìn cái bóng thoáng thoáng rồi tôi tưởng con tao không à. Tao mới mấy vậy đó chứ. Con ông. Con ông mà bự được như tôi, mới 16 tuổi bự được như tôi vậy? Bởi vì giống linh mà phải thương nhau chứ. Đã có cái chỗ này mà trúng ẩn mà phải chia sẻ nhau rồi chứ. Vậy là ở đây có mình thôi, hai cái dòng kia đi rồi. Ừ. Nhà ông đi kiếm đồ ăn rồi. Rồi sao ông không đi kiếm? Không biết bữa nay tôi tới hay gì? Sao biết. Chứ sao? Mày biết tao không đi kiếm, tao đi kiếm rồi đó, về đó, mà có đâu ăn. Không có hả? Ừ. Sao ăn ở sao không ai cúng trăng trại? Kìa. Đó tao ở hiền lắm, tao có làm gì đâu mà sao không ai cúng tao kỹ ta. Kìa, suy nghĩ lại nghe. Chứ thấy kỳ lắm rồi đó. Chứ à, nếu mà... hiền lắm. Chứ ăn ở hiền lành là người ta cúng nhiều rồi, chứ sao tự nhiên không ai cúng hết trơn à. Đó tao đâu quánh đập ai đâu, tao chỉ quánh đập con tao thôi chứ. Vợ tao còn chưa quánh nữa mà. Vậy sao? Cái tội đánh đập vợ con, đánh đập con cái này mới đập á chứ. Mà hai kêu nó lì, nó quậy gì chi, tao mới quánh nó chứ. Vậy đó hả? Thôi nó chơi chứ nói nãy giờ cũng nhiều rồi thôi, giờ để bài là cúng cho ăn ha, chứ để hồi quánh tôi nữa. Đâu, bài thì, gì đâu. Từ từ, nôn chứ trời.
từ hồi đó giờ đói nhiều rồi, bây giờ đói thêm bữa hai nó có sao đâu, bữa nôn chưa. Đói lâu rồi, nghe được đồ ăn không phải là chòm hôm tôm tớp chứ mày. Chòm chòm đổ tôi, đổ tôi nước mắm sao? Có nước mắm hả? Không, nước tương. Chòm chòm đổ tôi nước tương lộn. Trời, chứ tôi không có cúng cơm mặn nha, tôi cúng cơm chay, cơm trắng với lại ít rau xào à, chứ không có cúng đồ mặn. Được không? Được, miễn là cơm là được rồi. Tưởng không được, tôi dọn về, tôi đi cúng cho dòng khác. Thôi, cũng rảnh quá, mình tới đây rồi cho bác ăn đi, chứ không để mình cuốc, mình đem về. Ai biểu ông không chịu ăn thì tôi đem về chứ sao? Không ăn, đã tôi nói tôi ăn mà. Chịu, tôi sợ ông chê đồ mặn, ông chê đồ chay, ông không chịu ăn đồ chay. Ngồi quá, ngồi có nhà thương nó hưởng vô cái, nó nói cái hồn phách nó ấm áp lạ thường luôn. Ừ. Hưởng vô cái là nó mới ấm phải không? Ừ. Còn không hưởng là nó lạnh hả? Ừ. Rồi. Ông nói nãy ông mất lúc 38 tuổi hả? Ừ. Thì mất cái đây lâu chưa? Mất rồi 7 năm rồi. Ừ, từ lúc đó quê ở đâu? Đó thì quê ở Đồng Tháp. Ừ, mất cái Đồng Tháp luôn hả? Mất ở ngoài Bình Phước luôn. Trời ơi, đi đâu ngoài thì mình để mất ngoài à? Thì ngoài lập nghiệp chứ làm gì? Lập nghiệp hả? Đi lại ngoài làm gì? Đi ngoài mượn mướn cho người ta. Biết rồi, biết đi mượn mướn rồi chứ đi đi lập nghiệp ai đi làm chủ được đâu, mà ý là làm cái gì á, nghề gì á? Làm vườn á. Làm vườn, biết làm vườn. Làm tiêu với làm cà phê cho người ta đó. Vậy sao? Đi hết hai chồng luôn hả? Hả đi con mình? Hai vợ chồng, hai đứa con luôn. Ồ. Ông tên gì? Tôi tên An. An hả? Ông An chờ tôi xíu đi, để tôi thắp hương tôi cúng cái rồi ăn được không? Được, biết thắp hương. Mũi quá, mũi trắng quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện muốn được trợ duyên cho các bông linh đang đối khác là lẻo bất vượng trên cái cõi ta bà này. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho vị bông linh này nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho mấy được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đó lạnh hơn. Nam mô Đức Phật. Rồi ấy ra dòng đi, rồi tí nữa tôi vô tôi giúp cho đi về chùa để tu nha, chứ giấc dưỡng trên cái cõi ta bà này làm chi cho nó khổ. Cái gì chùa tu nữa hả? Ừ. Ủa, đã chứ hả? Chứ giờ ông dắt dưỡng ở trên cái cõi ta bà này đói khát lạnh lẽo thấy mồ luôn à. Rồi không có chỗ ở, không có chỗ trú ngụ nữa. Lạnh lẽo ha. Ừ. Ừ. Cũng được. Rồi rồi. Có bánh, có nước, có nhang hương nữa để hưởng thôi. Thôi quá, nhìn đã chịu không nổi luôn rồi. Hút cái này vô là khát hẳn liền, ấm liền chứ đâu còn lạnh lẽo nữa đâu. Được à, lâu rồi không có được hưởng cái hương này, hơi này. Giờ hưởng cho đã luôn được. Quá, mình cũng bắt đó chứ. Thank you.
trình đi kiếm đồ ăn mấy bữa nay chả được ăn cái gì, tối không chịu nổi luôn. Này có ăn là ngon quá. Mật sung dưới đầy rồi, thành người âm á, tao nói khổ quá, đói khát. Lúc còn sống thì ngày nào cũng được ăn, mà lúc thành ma rồi có được ăn đâu. Tháng ăn được 2-3 lần gì hả? Có tháng thì không có ăn luôn, đói luôn. Chứ hai cái dâu kia ở lại đây mình kêu nó vô ăn chung, quá trời nhiều đồ ăn luôn. Mình đói chịu không nổi thì đi kiếm, giờ biết phương hướng nào đâu mà kêu. Mình đi xa đâu, mù mù đâu rồi sao không biết được. Thôi kệ đi, cũng dai chưa, còn họ kiếm được cái ăn. Chỉ đối khác hoài sao chịu nổi. Ngon quá. Có ăn này chất lượng ha. Số này hơn, đúng là hơn thiệt, ăn cũng quá ngon.
ăn bụng rồi đó. No rồi. Để hưởng cái hơi này chút nữa mới được. Dù tình ở trong đây gì mà được ăn bữa ngon lành quá trời nhiều của anh. Đúng là nó ăn nhiều nó ngon làm sao đâu á. Sao ăn uống gì lo chưa? Ăn rồi mà ban ngày không có sao, ban đêm mới có sao. Trời, bị đặt bắt bẻ nữa kìa. Ngon quá, đúng là đồ ăn ngon, bữa ăn này chất lượng thiệt. Chất lượng không? Chất lượng lắm. Trời ơi, có nhiều đồ chất lượng không? Cơm này thì tôi ở nhà tôi có gạo tôi nấu, thì tôi xào cũng ít rau thôi. Với bánh này cũng có mấy trăm ngàn hả? Tại vì chắc là do ông đói lâu quá không thấy ngon á. Chắc vậy. Ừ. Lúc còn sống á, tôi nói ngày nào cũng có ăn. Chết yeah. Đi thành vong linh, vong ma, vong quỷ rồi á. Đói quá trời, một tháng ăn được 2-3 lần gì ha. Rồi á, còn cái tháng nào mà xui á là nhịn đói nguyên tháng luôn. Vậy sao? Nó đúng, thật sự đúng như ông bà mình nói một câu ha, một miếng khi đói bằng một gói khi no, đúng không? Chứ gì nữa. Rồi thì bây giờ như lúc nãy tôi nói với ông á, thì cũng như là tôi cũng muốn là giúp cho ông đi về chùa để ông tu, để ông sớm ngày được đầu thai làm lại một kiếp người khác đó. Thì không biết là ông có thể kể cho tôi nghe thêm một vài cái vấn đề nữa được không? Vấn đề gì mới được chứ? Ý kiểu như là tôi muốn hỏi là sao mà nguyên nhân cái chết của Vong á, rồi Vong có quan tình quốc hận gì hay không đó, để tôi biết, để mà tôi có thể nắm rõ được cái tình hình của Vong, để tôi giúp cho Vong một cách nó hoàn thiện nhất á, được không? Rồi thấy cũng tốt. Cũng cho tao ăn uống đồ này kia. Rồi vậy để tôi kể gì cuộc đời của tao lúc trước mày nghe. Kể đi. Đó nhà có hai anh em. Cũng dựng dần vợ gả chồng vậy đó. Mà ông anh hai đó, ông chiếm hết trơn tài sản à, ba mẹ mất đó. Đâu có chia cho vợ chồng ta được miếng gì đâu. Vậy sao? Rồi ông lấy đất đai đồ vợ chồng ông mầm, coi như tao là không có trên đời vậy đó. Cái hai chồng ông anh ác thiệt, đuổi đi. Lúc đó thì tay trắng mà. Ra đi luôn. Sao đi đâu ra tới được trên Bình Phước á. Rồi mới xin vô được mấy cái vườn của người ta đó, mới làm. Làm thì người ta cũng cho ở cái chòi ngủ vậy để giữ vậy đó. Cũng được hai đứa con gái, hai đứa con, thằng trai với đứa con gái. Thằng trai thì nó cũng 15-16 tuổi gì rồi, lớn rồi. Còn nhỏ nhỏ thì 10 tuổi hả. Đi làm lụng người kia đủ chỗ đó, ở ngoài đó là việc làm nhiều lắm. Cũng cố gắng làm lụng người kia. Mà con á thì nó bỏ học sớm. Rồi nó tụ tập theo mấy cái thằng mà trâu với nó đó, ở ngoài đó đó. Rồi nó chơi game, rồi chơi ghiếc gì đâu đó. Sáng đi tới chiều mới về, nó không lo làm gì hết trơn á. Phiền dữ lắm, rồi tôi cũng đánh dữ lắm đó mà. Nó cũng chứng nào thật nấy. Nó nói là nó không phải làm cực dữ lắm. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt rồi nó cực, chẳng thể giờ nó đi chơi à. Đầu rồi mẹ nó quýnh, tới gần chết luôn vậy mà, không bỏ. Nhỏ con gái cũng vậy, cũng đang học giữa chừng bỏ luôn.
chữ nữa còn á, chưa biết hết nữa. Mà hai anh em hả, tao nói nó liền như trâu vậy đó. Đó, dân nó dân nắng dân sương đi chơi theo cái top bạn của nó đó. Ừ. Rồi nghiện game, hai đứa nào cũng nghiện hết trơn. Rồi có mấy lần nó ăn cắp tiền của mẹ nó để mà nó đi chơi game nữa. Ừ. Rồi mẹ nó biết được cái bắt được á, trời ơi quánh nó nữa. Nhờ tao can mấy lần chứ không can là mẹ nó quánh chết luôn rồi. Tiền hai chồng làm cũng công sức cực khổ lắm mới được có được đó chứ. Ừ. Bữa nào nắng thì còn đi làm có tiền, còn bữa nào mưa thì hai chồng nằm nhà đó là quyết định là bữa đó là đói rồi đó. Tại vì ra ngoài đó chứ hai chồng làm thôi, mà tính ra là tới bốn miền ăn lận. Ừ. Thì nó cũng vừa đủ mà chứ nó không có dư được cái gì hết trơn. Mà chủ thì người ta cũng thương, lâu lâu người ta cũng cho gạo vậy đó. Ừ. Tại vì thấy hai chồng tao nè, trung thực nè, hiền lành đó, rồi họ thương. Rồi lâu lâu rồi cũng cho con cá, rồi cho miếng thịt vậy đó. Rồi đó, rồi đó, đó là cho ông chủ đất đó, đó ông dặn hái tiêu giùm ổng. Ừ. Rồi hái được rồi đâu bao mấy tiêu à. Hai chồng mới phơi đồ này kia á, rồi phơi giùm ông chủ mà. Ừ. Rồi mới nói là khô đó, ông chủ tới lấy đi gửi cân cho người ta. Ừ. Rồi ông chủ nói là mất công chuyện là không ấy được đâu, thôi để gửi đó đi bữa hai đi, rồi có người tới người ta lấy rồi phụ người ta khiêng lên xe giùm. Ừ. Thì nói vậy thì ai vậy thì gửi lại cái chòi mình ngủ ở đây thì mình cũng giữ luôn chứ làm sao. Rồi sáng qua buổi sau á thì hai chồng đi làm, dặn hai đứa con ở nhà đừng có đi chơi bời lêu lổng gì nữa. Ừ. Đi chơi hoài à. Ba mẹ quýnh vậy đó mà cũng vẫn đi chơi. Bây giờ á có mấy bao tiêu nè ở nhà giữ đi, chứ rủ như người ta ăn trộm vô người ta ginh rồi lấy của đâu mà trả. Ừ. Thì lúc đó mình cũng mang tiếng nữa. Dặn á, dặn cái thằng lớn á, nó là chút nữa nấu cơm đi rồi trưa ba mẹ về ăn. Thì nó cũng dạ dạ vậy đó. Con nhỏ nhỏ thì nó cũng nữa. Rồi cái hai chồng đi mận. Mà đi mận về á, thấy bao tiêu á, còn lại con khúc không? Nó đâu hết đi. Thì hai anh em nó nhà mở bao qua shop đem bán lấy tiền chơi game chứ gì. Trời Phật ơi. Có nấu cơm nấu nước gì đâu, chắc trưa về đó trời hai chồng đói meo luôn. Ừ. Về kêu thì cũng không thấy ai, mà cái bao nó mở ra nó không cột lại nữa. Ừ. Là tôi biết rồi, nó nghiện game rồi nó đem bán cho người ta rồi. Tiêu thì đó lúc cũng có giá lắm, bán đổ bán tháo để mà lấy tiền chơi bời ba cái đó mà. Ừ. Tới chiều nó về, hai anh em nó dẫn nhau về, mà nó cũng lén lút nó. Rồi vợ tao nó mới hỏi là đã dặn ở nhà giữ nhà rồi, hai anh em đi đâu mà từ sáng tới giờ vậy? Rồi người ta gửi tiêu ở đây nè, bây giờ mất tiêu hết trơn rồi. Rồi lấy đâu mà của nã đâu mà đền cho người ta, biết là tiêu nó có giá lắm không? Bây giờ á, mẹ với ba mần không đủ trả nợ cho người ta nữa. Còn là con đã nói hết lời rồi, chơi những cái trò chơi đó vô bổ lắm, đừng có chơi nữa, đừng có nghiện nữa. Ừ. Rồi mẹ nó mới điều tra hỏi ra coi là tiêu làm sao rồi mất rồi này kia. Hai anh em nó cũng im gù mà không nói gì hết trơn á. Nó nói là rồi đó, điều tra một hồi rồi nó nói là không biết. Hai anh em không chỉ là dẫn nhau đi chơi vậy thôi chứ con không biết, không có lấy. Mẹ nó nóng quá. Rồi mấy quýnh cho đứa mấy cây gì đó. Ừ. Rồi mới hỏi điều tra ra là anh bị quýnh đau quá, rồi mấy khai nó đó. Con với em á, lấy đem bán cho người ta, lấy tiền đi chơi game. Trời Phật. Mẹ đừng quýnh con nữa, đau lắm mẹ ơi. Trời ơi, nó ngoài nghe được á là nóng dữ lắm. Rồi tao mới giật
cái cây của vợ tao gì nè. Tao quất hai đứa hả, chót chót vậy nó. Tại vì á, mình đâu có tiền đâu mà đền cho người ta. Bây giờ á, gặp tao tao đánh nóng nữa, rồi tao quánh thẳng tay vậy đó. Rồi hai đứa nó khóc lóc, nó gian xin dữ lắm, mà tao cũng không dừng lại, nó tao quánh hoài luôn. Còn vợ tao mới nó xô tao ra, nó chụp cái cây lại. Nó nói á, vợ nó nói là ông quánh một hồi hai đứa nó chết luôn bây giờ nè. Có gì thì từ từ nói, tìm cách giải quyết đi, chứ bây giờ quánh rồi có giải quyết được cái gì đâu. Mà càng đau con thêm nữa. Rồi tao mới la trời lên. Trời ơi là trời, kêu giữ nhà mà đi lấy của người ta đem bán, rồi giờ của đâu mà đủ bù lắp vô. Con là con sao á, mày nữa tao nói mày hết sức rồi, 15, 16 tuổi thì lớn rồi, để nhận thức cái nào đúng cái nào sai. Mà bây giờ á, lại xảy ra chuyện như vậy. Mày á, mày tới số mày với tao. Rồi tao mới chụp cái cây của con vợ, tao tui quýnh nó thêm một cái cây nữa. Rồi cái nó dòm dòm tao, nó liếc liếc lùm lùm vậy nè. Rồi nó chạy xuống nhà dưới luôn. Tao tưởng đâu là nó sợ không à. Ai về đâu. Vợ tao nó đỡ nhỏ con gái vậy, ôm vô, không cho tao quánh nữa. Rồi tự dưng cái mũi dao ở đâu từ đằng sau nó lụi tới, lụi thẳng ngay tim luôn. Là biết làm sao không? Sao? Là cái thằng con tao nó chạy xuống dưới lấy dao lên, nó lụi tao một nhát một chí mạng. Rồi mất luôn. Rồi sau đó thì con ông sao? Con của tao thì nó cũng đã bị pháp luật xử lý rồi. Nhưng mà nó chưa tới cái tuổi gì thành niên mà vẫn cũng bị xử lý à. Tại vì con mà giết cha mà pháp luật nào mà dung tha. Nói chung về cái vấn đề mà dạy con của ông thì tôi không có bàn. Tại nói chung thì ai cũng có cái nỗi khổ riêng, ai cũng có cách dạy con riêng. Nhưng mà tôi ở đây tôi cũng không đồng tình với ông ở chỗ á, là ông dạy con bằng cái cách ông đánh đập như vậy. Nói chung thì mình là trong lúc đó thì mình nóng giận quá thì mình đánh đập. Nhưng mà đánh đập con cái như vậy á cũng không phải là một cái cách giải quyết tốt. Phải chi lúc đó mà ông sáng suốt hơn á, ông có thể là lợi chỗ của ông chủ, rồi mình là thương lượng với ông chủ để mình đền sao. Rồi con của mình á, mình đem về mình từ từ mình dạy lại, mình chăm chút hơn mình dạy. Với lại một phần nữa do chắc có lẽ là công việc của ông nó quá nhiều, rồi ông không có thời gian để mà ông chăm sóc con, ông không có dạy dỗ của chúng nó, cho nên á, là chúng nó cũng sa ngã đó. Thì mình á, là bậc trưởng bối, bậc là cha mẹ thì mình phải dạy một cách nó tốt hơn. Chứ ông đánh đập kiểu đó thì nó thật sự ra thì tôi cũng không chấp nhận cái việc đó. Thôi nhưng mà thôi, cái chuyện đó thì chuyện gia đình của ông, thì ông giải quyết như thế nào đó ông giải quyết. Tôi thì bây giờ tôi cũng không dám nói. Nhiều khi là ai cũng có con cái hết đó, mình nói quá thì cũng không được. Thì thôi bây giờ là ông sau khi mất tới giờ rồi, ông có muốn thay đổi mình hay là muốn như thế nào không? Muốn ý nguyện mình, con cái mình nó như thế nào không? Ông nói không? Được, ta cũng muốn được đi đầu thai hay là đi chuyển kiếp gì đó. Nhưng mà do ta hận con quá hay sao đó, là không có đi được. Nói chung á, thì con của ông á, tuy rằng bị ông đánh đập nó mới ra tay với ông, nhưng mà nó chắc chắn rằng nó cũng sẽ bị đọa địa ngục. Tại vì cái tội giết cha, tội bất hiếu đó. Cho nên là bây giờ cái vấn đề hận thù con của mình đó là cũng không có nên nữa. Tại vì lỗi cũng là lỗi do mình, ở do cách dạy của mình đó. Rồi con mình nó bất hiếu như vậy ấy, thì nó cũng có cái luật của cái bề trên đó, dành cho nó rồi. Thì thôi bây giờ cứ quán hận mình cứ buông bỏ đi, rồi mình về chùa mình tu tập để mà đầu thai chuyển kiếp nữa. Chứ bây giờ ông thấy rồi, mình dắt dưỡng trên cái cõi ta bà này bao năm bao tháng rồi, có được gì đâu. Được chăng là chỉ là cái sự đau khổ, sự đối lạnh. Thì phải rồi, đúng rồi đó. Đói lắm, lạnh dữ lắm. Mà khổ nữa.
qua trời khổ luôn. Vậy là bây giờ chấp nhận đi chùa để tu, để đầu thai ha. Được. Ừ. Thôi giờ cố gắng đi. Có thể nhiều đời nhiều kiếp trước mình cũng không có biết tu tập, rồi mình cũng đã gây ra một cái nghiệp, cái quán nào đó với các con của mình, cho nên ở kiếp này rồi mình mới có một cái sự đau khổ như vậy. Thôi giờ mình cố gắng mình tu hành đi, để kiếp sau mình sẽ được cái cuộc sống nó tốt hơn ha. Được. Rồi bây giờ chắp tay lên đi, rồi niệm với tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ơi, thông qua cái câu chuyện này thì Lê Trung cũng không dám nói nhiều cả nhà, tại vì mỗi người đều có một cái cách xử lý, có một cái cuộc sống, có một cái gia đình nó khác nhau, và hơn hết đó là đèn nhà ai nấy sáng. Đó, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nói chung á là những cái thước phim như thế này Lê Trung chia sẻ lên cho cả nhà mình xem, để chúng ta sẽ cùng nhau rút ra được một cái kinh nghiệm nào đó, để chúng ta có cái cách chúng ta xử lý trong những cái trường hợp như thế này nó được tốt hơn, nó được viên mãn hơn. Chứ đừng có để như cái vị vong này, do công việc đồ quá nhiều, rồi do là chạy theo cái cuộc sống, rồi bỏ bê con cái, không có chăm lo, không có dạy dỗ, cuối cùng thì con cái nó đã hư hỏng và xảy ra cái vấn đề là ăn cắp đồ trong nhà, ăn cắp đồ của người ta gửi để đi bán lấy tiền chơi game. Đó, rồi cuối cùng thì sau khi mà phát hiện con mình hư đốn như vậy rồi, bắt đầu ra tay để đánh đập đồ này kia, thì lúc đó nó lại càng phản tác dụng hơn nữa. Đó. Cho nên là mỗi một cái cách xử lý của chúng ta nó đều phải gọi như là đều phải cân đối, chứ không có dồn vào trong một cái phía nào, để rồi khi mà nó phản tác dụng là chúng ta phải chịu tất cả những cái hệ lụy. Dạ rồi, thì cái video ngày hôm nay Lê Trung đến đây để tìm kiếm các cái vị vong linh để giúp đỡ, thì Lê Trung lại tiếp tục giúp được một vong nữa cả nhà, cũng rất là hoan hỷ luôn. Dạ, thì cũng kính mong cho cái vong này sau khi về chùa tu thì cố gắng tu hành cho thiệt tốt để sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Đến đây thì Lê Trung xin phép khép video lại tới đây. Lê Trung xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.